Hiên để cô tiếp tục hành hạ thằng bé à? Anh kêu gọi bà vụ an dạng hả? Không lằng nhằng, hôm nay tôi đón con. Gấu, ra với bố. Không. Anh đi đi. Anh bỏ ra. Dừng lại. Bột này mọc ở đâu ra đây bột? Anh còn tiếp tục hành vi bạo lực, chúng tôi sẽ kiện anh đấy. Tôi đang đến đón con tôi theo đúng quy định, và cô ta đang cản trở tôi. Anh đang làm con sờ đó. Dù có tiền tôi cũng không đưa con cho anh mà. Anh cút đi. Đến khi mà tôi giành được quyền nuôi thằng bé nhá, thì đừng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại nó. Chào bà Bụt. Không sao rồi con, không sao hết chị. Thì tôi sẽ có cách để bảo vệ mẹ con cô. Tôi không có nhiều thời gian. Cháu tôi đâu? Cô Lan không đồng ý cho bà đón cháu. Bà nên tôn trọng quyền của cô ấy. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ thương lấy cháu, mẹ để cho hai mẹ con được ở với nhau. Chứ anh Cương cũng có muốn mới được con đi mà. Con xin mẹ. Con không được phép nói bậy bạ về bố nói như vậy. Lên. Đấy, tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi. Có mỗi một việc tôi đến đón cháu tôi, vậy mà cô ta khóc lóc, mất kiểm soát thế này, thì hỏi làm sao đủ khả năng để nuôi con. Tôi thấy cô Lan có biểu hiện gì là chưa khỏi bệnh đâu ạ. Cô là luật sư hay là bác sĩ vậy? Tôi nghĩ đã là một người mẹ, nếu bị cấm cản chăm sóc đứa con mình rứt ruột đẻ ra, thì một người phụ nữ bình thường thôi cũng có quyền phản kháng. Đằng này cô Lan đã nhún nhường xin bà như vậy, chứng tỏ cô ấy rất bình tĩnh và tỉnh táo. Thôi được, cãi là nghề của cô, tôi chả thừa hơi để mà đôi co với cô. Nhưng mà cho tôi hỏi, tại sao ngày hôm nay tôi không được đón cháu? Bởi vì anh Cường đã làm cho thằng bé rất sợ. Thằng bé không muốn theo bố nên cô Lan không đồng ý. Chúng tôi có clip ghi lại tất cả, bà có thể xem. Xong chưa mẹ ơi? Nhanh, con còn đi tí việc đây. Thằng vô dụng! Đi xuống đây! Nhanh lên! Thằng ngu! Mẹ đánh con! Mày nuốt thằng không có não! Ông bị nợ cấm có sai! Nào! Bị cái đuôi! Bình tĩnh! Dù chết em cũng không bao giờ để con em quay trở về ngôi nhà đó một lần nào nữa. Em phải nhớ, không được mang thái độ này lên tòa, bất lợi đấy. Chúng ta phải chứng minh em hoàn toàn khỏe mạnh, cho dù có đang phải chữa bệnh thì cũng cho thấy là đang có chuyển biến tích cực. Hãy luôn nhìn thẳng vào người đối diện, cố gắng suy xét thật kỹ trước khi trả lời mỗi câu hỏi. Không cần che giấu bệnh cũ, nhưng tuyệt đối tránh kích động và hãy tin tưởng vào chúng tôi. Em hiểu chứ? Em sẽ nghe theo lời chị. Nếu muốn giữ thằng bé thì em phải mạnh mẽ lên. Ơi, tao đây. Tình hình mày sao rồi? Tân gọi cho tao bảo mày mất ngủ. Thế có cần phải đi khám không? Không sao đâu, Tân nó cứ làm quá lên mà. Tao vẫn ổn, mày cứ yên tâm. Ừ. Vụ bên mày thế nào rồi? Vụ đấy vẫn lằng nhằng lắm, chưa đâu vào đâu cả. Thôi, nghỉ ngơi đi. Có gì tối hẹn hò rồi kể chuyện sau. Ok, thế đi tối đi ăn nhá. Ok, thế nhá. Bye.
Hiện tại chúng ta đang bất lợi vì chứng cứ còn non. Về thu nhập của Lan chúng ta có thể chứng minh được, nhưng mà bên đối thủ họ có thể lật lại vì thu nhập đó không ổn định. Rồi căn bệnh trầm cảm của Lan là có thật, mức độ nặng hay nhẹ để được giao quyền nuôi con hay không còn đang khá bấp bênh. Và điều quan trọng nhất là Huyền xin rút, không ra làm chứng nữa. Huyền chắc chắn đang chịu áp lực rất lớn. Có thể không chỉ là dọa nạt đơn thuần, chúng ta phải nắm chắc những điều bất lợi của đối thủ là gì. Đương nhiên điểm mấu chốt đó chính là tay cường, gái gú bạo hành rồi sử dụng ma túy trong các cuộc ăn chơi thác loạn. Nhưng mình không có chứng cứ trực tiếp. Em cũng đã cố gắng tìm hiểu, nhưng chắc chắn bên đấy đã chủ động bưng bít hết mọi nguồn thông tin,